Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng chứng kiến một bài cắt lê ơ để uốn bung do một bạn nữ khóa phụ lên chính thực hiện. Bạn học viên này đến với khóa học nhờ sự giới thiệu của chính người chồng của mình. Và điều đặc biệt hơn là người chồng của bạn này cũng là một học viên khá là xuất sắc trong khóa học nâng cao của bên quang cách đây một năm và bạn nữ này tên là Xuân và chồng của bạn ấy tên là Hiếu. Và khi Xuân đến đăng ký khóa học phụ lên chính của bên Quang và giới thiệu là vợ của Hiếu. Nên Quang cũng có hỏi là vì sao không để chồng dạy cho em để đỡ bị tốn chi phí. Thì Xuân cũng tâm sự là chồng em bảo lên thầy học, chồng em không dạy được. Đó cũng là một câu chuyện vui và câu chuyện này thì Quang cũng đã diễn ra rồi. Quang dạy cho rất nhiều anh chị em thành công, nhưng chính bản thân của Quang cũng không thể dạy cho nóc nhà của mình được anh chị em ạ. Nói chung là anh em ta đừng để cho nóc nhà nóng, bật quạt tốn điện lắm. Quang nói như vậy để cho vui một chút thôi Chứ thực ra anh em nào mà gặp trường hợp giống Quang thì để lại comment nhé Và quay trở lại với bài cắt và câu chuyện của bạn Xuân này Và bắt đầu khi Xuân vào khóa học ấy Thì con thấy Xuân là một người rất là hiền và cười rất là tươi luôn Và trong quá trình học thì bạn tiếp thu rất là nhanh Và cộng thêm bạn ấy rất là chịu khó luôn và khi thực hành trên mẫu thật ấy, thì Xuân cũng đã được thực hành rất là nhiều mẫu và trong tất cả những cái mẫu tóc được Xuân thực hiện thì đã hoàn thành rất là xuất sắc và đó cũng là một niềm vui, niềm tự hào và niềm hạnh phúc khi Quang cùng đội ngũ giảng viên đã trao giá trị được cho mọi người để giúp cho mọi người có một tay nghề vững vàng và khi các bạn đã có tay nghề vững chắc và có chiến lược để phát triển sân lông tóc rồi thì quang tin chắc rằng các bạn sẽ có chỗ đứng vững vàng ở khu vực của mình còn đối với tất cả những anh chị em nào đang còn yếu về cắt uốn duỗi nhuộm phục hồi thì anh chị em có thể đăng ký những khoa học của bên quang quang hứa sẽ giúp đỡ cho tất cả mọi người phát triển hơn và thành công hơn và những khóa học của bên Quang sẽ được diễn ra liên tục hàng tháng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những anh chị em nào có nhu cầu học, mọi người có thể nhắn tin trực tiếp cho Quang để biết thêm về thông tin chi tiết khóa học. Và video này của Quang cũng đã sắp hết rồi. Quang cũng cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở Quang cơ Hana Academy. Xin chào và tạm biệt mọi người.